doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh lên vị trí trang trọng để nghe công bố quyết định của Chủ tịch nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Chủ tịch nước số 2127, Hà Nội ngày 20 tháng 11 năm 2018, quyết định về việc tặng thưởng huân chương lao động. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 88 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, quyết định điều 1, tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch đã ký Đặng Thị Ngọc Thịnh. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Quốc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lên trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.